thôi chứ thì thấy thì nó cũng khác lạ vậy đó. Sẵn đây Út có cái lời nào nhắn cho chị nuôi của chim sâu không? Hoặc là mẹ nuôi của chim sâu không? Nói là Út đó nói chung hai vợ chồng đó, nếu mà nghĩ biết suy nghĩ ra con chim sâu như vậy, Út không phải là Út hất hủi, suy nghĩ là còn thương Út nhiều nữa, tại vì Út chịu đựng nó quá thế rồi đó. Còn cái này là nó ra đi, tự nó ra đi, cái khúc sau này tự nó ra đi chứ không bao giờ Út đuổi nó. Thì Út nãy giờ cũng nói đó, Út nói chung hết hai vợ chồng. Là cái đó là Út không biết, tại vì cái người khác điện lên nói cho Út hay vậy thôi. Tại vì thấy thằng Long nói với cái người ở dưới luôn, điện lên cho Út hay. Là thấy thằng Long ở dưới nó tại sao mà dám cho thằng Long đi về dưới ở một mình á. Là tại vì cái thằng anh rể của con chim sâu á, nó cái cậu anh rể của chim sâu chứ không có nói cái thằng cái nào mà nói chính lại đàng hoàng. Cái cậu mà đợt rồi á, là Út mới biết thôi chứ không phải mà tự nhiên. Ví dụ giờ cậu ở nơi mình đỡ nhã này đó, người dưới là điện lên chỗ hay, Út biết vậy thôi. Thì Út cũng điện, Út nói với Long cũng như là nó ở dưới xứ lạ quê người, chỉ có một mình nó thôi. Út nói chung là Út nghe những cái đó là Út đang nói chung là cũng muốn cho con mình nó an toàn thôi, không? Đúng rồi, nói như là Út cũng muốn cho nó an toàn, nó ở dưới nó lo nó màu ngăn với người ta đó. Chứ Út không có nói động phạm gì hết. Ủa mà cái vụ đó là bên cũng ở gần đó nói không? Thì nói bà này bà ở gần ở dưới bà biết, thì bà nói vậy thôi chứ Út cũng không biết đó. Vậy là cái sự việc có thể không? Đó. Chứ còn cái là cũng như Út cũng đâu có biết gì đâu mà nó âm, nó nói là má thằng Long, mẹ thằng Long phải biết chuyện, biết điều hay là biết sao đó, là phải câm cái họng hay là im cái họng gì lại đó. Nó nói ngày hôm hờ hờ ngày hôm qua bắt cái clip lên, nó đang ổng nó đang nói chuyện với kia, lấy băng keo bịt cái miệng của Út là chửi nó chơi như vậy, nói chuyện tiếu chơi đó. Thì bây giờ Út lên Út nói vậy đó, Út nói như là Út nhờ vậy thôi. Út cũng là như nhắn gửi một lần này là một lần cuối cùng, là Út không có lên clip nữa, Út không có nói nữa. Yeah. Út yêu cầu đừng có ai, như là đừng có ai quay gì nữa hết trơn á. Cũng quay ví dụ anh em thì lại quay nói chuyện được chơi qua lại vậy thôi, chứ còn cái vấn đề mà dính dấp tới con chim sâu với là ở dưới gia đình ở dưới là Út không bao giờ quay nữa. Thầy hôm nay là cũng như là được Út nhà lại đây để con để ghi hình, như là nhắn gửi những đôi lời yêu thương đến bên kia, là cái chừng như là những cái vụ mà như mà nhắn gửi yêu thương này là sau này là sẽ không có ghi nữa. Như là sau này thì trong tem thì chỉ lại là đây nói chuyện chơi với cô Út, như là cập nhật trong gia đình mình như thế nào, ăn uống này kia kia nọ, nói chuyện là vui đùa, là như những cái nhân vật mình là gọi là bình thường, thì như cái lúc ban đầu như tất cả anh em đã quay ha, thì ban đầu là nói chuyện giỡn hết vui đùa vậy thôi. Thì cũng nói chung này là cũng do cái nhiều cái biến cố nó xảy ra, câu chuyện nó đến ngày hôm nay, thì cũng mong là quý khán giả có thể là nhìn nhận đúng câu chuyện trong cái vấn đề này nó xảy ra như thế nào. Mình phải quan sát là nó có đầu có đuôi, nó quý vị khán giả là sẽ có thể là hiểu được câu chuyện này như thế nào ha. Thì giờ thì Út nhắn gửi bao nhiêu đó thôi, chứ đừng có hiểu lầm Út mà nói Út bà này bà nọ câm miệng câm mồm đâu. Út thấy Út đau lắm, tại vì Út lớn rồi thì và Út muốn im ấm chứ Út không có chịu mà sùm bất ngã lên nữa. Đúng rồi, thì nói chung đối với một người lớn thì mình cũng phải nên gọi là nói lịch sự, dùng những cái ngôn từ sao mới được. Còn ủa sao mà cái gì phần cũng như sao tự nhiên mấy cái thông tin thì ông Long Út có gửi những cái lời nói yêu thương về tặng Long không? Thì giờ Út cũng nói nó nãy giờ vậy nó cũng nghe rồi. Út nói giờ thì ví dụ nó có thương con nó thì nó về, khỏi cần nó thương cha mẹ, nó thương con nó thôi. Thì nó có về thăm con nó thì về, còn nó không về thôi. Chứ nó bây giờ thì Út bây giờ Út cả như không có nói gì. Bỏ tài không? Nghe nói là với anh Tân Gia ngày qua là đem xe dù lên dưới Út đi với Tân Gia mà số không đi Út. Không, tại vì cái nào nói cái nào cho có thì nó có, không thì nó không. Tại vì lúc đó thời gian Út nghe trước rồi mà Út còn có nói nhắn lời, Út nói là như Út không có đi đừng có lên rước. Út cũng có nói vậy. Rồi thành thử ra người ta không có điện, người ta không có ấy tới mình, tại mình nói là mình không có đi. Thì Út đã có từ chối ban đầu rồi phải không? Dạ, có từ chối trước rồi. Trời, mình nói chuyện con mà giả hoài. Thì nó quen rồi, mình giả vậy cho nít nó bắt trước theo. Mà đừng có có thử cái cho nít nó bắt trước nó quen đó không?
Còn nghe cái tự nhiên nó muốn phịch khói con luôn á. Quen rồi, nói chuyện với ai cũng vậy hết. Không, thì tự nhiên nói vậy thôi chứ con cũng vậy thôi, con nói chuyện bất kỳ ai cũng vậy thôi, nó thành một cái thói quen cũng khó bỏ. Thì còn vấn đề mà nói anh gửi nó lên đây là nói là để lên lấy cái công bằng để cho chim sâu thì cứ việc lên. Ừ, mà đầu đây đầu ở trong nhà chim sâu cũng nhiều mà. Ừ. Để đi chẹt này kia lên sẵn xe tải đi chở. Chở lên chở gì à? Đó, ổng không có cấm cản mà nhưng mà phải cho ổng hay trước một ngày. Ừ. Để nếu đi. Mà muốn lên đây là phải cho trước hay trước một ngày. Để đi này kia chẹt đường này kia bá cái đường cái chút xíu mà đẩy độ chim sâu mấy cái bự bự đó đi trúng này kia. Cho ổng hay trước một ngày là có điện mình tấp lại cho biết cái nào cho con chim sâu, cái nào cho ổng chứ. Đúng rồi. Phải mãi. Ừ đó. Tại vì nói chung từ lúc trước tới giờ thì tất cả những cái món đồ mà bên mà những vị mạnh thường quân ở nước ngoài yêu thương cô Út này cũng có là cho ở cái phần nào người ta cũng có nói rõ là trên video người ta yêu cầu là những cái kênh này là phải nói rõ luôn. Của ai mà thì chim sâu cũng có chứ bộ, có đâu bành bành không chết vậy. Thì mấy cô cũng như mấy cô mạnh thường quân mà cho đồ Út thì cũng coi trên clip cũng nghe. Thì người ta nói chừng nào thí dụ mà anh của chim sâu có lên thì Út có gì Út điện cho. Đừng mà người ta điện về người ta nói cho biết những cái món gì người ta cho Út hay là cái món gì là cho chim sâu, người ta cũng nói lên lấy cái công bằng chỗ thôi. Chỗ không có dành cái gì của chim sâu hết. Út nói là những cái món gì của chim sâu thì anh gửi chim sâu cái việc lên chở về đó. Còn cái nào của Út thì để lại đây cho Út, chỗ cũng không có dành của nó. Nó cũng không có dành cái gì của nó, cái việc lên chở về. Mà cái gì của nó bây giờ, hiện bây giờ cái gì của nó còn ở đây là cũng không có gớt đó của nó. Mà cũng ngộ ha. Đầu cái chim sâu á thì lên lấy lại. Ừ. Mà ông Long thì của Út đúng không? Của tôi mà không trả lại cho tôi. Vấn đề này ngộ ha. Lỗ rồi. Lỗ rồi. Út ơi. Dạ. Theo hỏi mình không biết theo đồ của chim sâu là khoảng bao nhiêu nhiều không ít Út? Nhiều chứ. Dạ. Nhiều dữ lắm. Ừ. Có thể bao nhiêu món á? Bự không? Bự không? Bự dữ lắm, bự chà bá luôn á. Không, hỏi thiệt, coi như là nữa khi lấy lên xe tải lên nữa chở hết thì sao? Lên chiếc bự bự lấy được rồi. Cậy đi, như thì phần ai thì như muốn lấy lại công bằng chim sâu thì cứ lấy đồ chim sâu thôi. Thì đó, nó hiểu nói đó. Nếu mà muốn lấy công bằng lại cho chim sâu thì cứ việc lên. Như đồ lên cái gì của chim sâu thì cứ việc lấy. Hả? Chú cũng không có dành những gì của chim sâu, lỗ cũng dành như cái giường bây giờ nó ở đây nó ngủ cái giường đó hồi đó tới giờ, tới bây giờ là giường này kia của nó lỗ không cũng không có gớt tới của nó. Ủa, chổng này của ai cô? Chổng này này của Út. Út à? Ừ. Ừ. Thì như đồ chim sâu thì cứ việc lên lấy thôi bình thường. Thì cái gì của chim sâu thì cứ việc lên lấy bình thường. Đồ không có nói tiếng gì hết. Đồ của ai thì đó. Của ai thì người đó dạ nhận. Có nào của con không? Có chứ. Mỹ có gì không? Có gì cho món không? Cho món này. Người ta chở đi hết rồi làm sao cho anh trời. Cho cái nào dụng dụng đó. Là mấy cái món của chim sâu thì chắc cũng bự bự ha, dụng dụng ha. Để đó cũng chống được cái nhà đi khỏe, dễ quét dọn. Không? Đó, không có nói sai. Cái nào cũng nói cái gì là trả lại cái công bằng chỗ thôi chứ đừng chữ Út nữa, cũng nói vậy thôi. Cũng như là sẵn dịp lúc lại là lấy lại công bằng của mình luôn. Đó thì như Út lấy lại cái công bằng chứ đừng có nay người này người lên cập nhật nói chữ Út này kia kia nọ rồi ngày mai cái nghe này kia nọ rồi trời ơi sao Út mệt quá trời mệt rồi cũng nói thiệt chứ bạn Út ngủ ăn ngủ không yên. Trời ơi tụi con đi lo vụ này cũng nhức đầu cũng chết luôn đây nè, đủ thứ hết trơn nè. Tụi con cái vụ này thì nữa chắc cũng lại đây quay Út nè, mấy vụ kia con cũng buông à, con mệt lắm à, thiệt luôn á, làm không được cái gì hết trơn, bị nói quá trời. Nữa là đây như gặp nhặt Út quay cô cháu buồn buồn thì ăn uống chơi gì á. Lâu lâu quản dịch quay rồi các bạn. Mà thấy kia bên đây nói nhiều hơn. Hả? Thấy kênh này bị la nhiều hơn. Đúng rồi, cái này là chửi Út nhiều lắm, nói Út nhiều lắm, Út suốt Út mấy lần. Điện nói là mượn mấy đứa lại quay về bốn clip thôi, đừng Út gửi nhắn lại nhưng là đừng có chửi bới Út nữa thôi đó. Chứ không phải mà cái gì làm thinh hoài, làm thinh hoài ôm vô cái là mang cái bệnh tức. Út nói cái tánh Út ít có nói gì ai lắm, không có nói gì ai đó. Mà Út yêu cầu đừng ai chửi bới Út nữa thôi, mà chửi thì phải chửi cho đúng. Nếu mà Út có vậy mà chửi Út cũng buồn,
Tại vì mình cái đó là mình sai hay là hoặc cái gì mình bùa mình không buồn. Còn cái này mình không có, mình cứ đè đầu mình ra nên nói mắng chửi mình hoài đó. Thì bây giờ cũng như là Út nói lần này là lần cuối cùng, đừng yêu cầu, đừng có lên clip mà chửi Út này kia kia nọ nữa, hay là hoặc nói là Út là ép bức con chim sâu hay là này kia kia nọ, đòi lên đòi lấy cái công bằng lại cho chim sâu. Thì cứ việc lên hỏi tới hỏi lui đi. Rồi thì, coi thí dụ ta không im rồi sao? Thì bây giờ muốn không im thì muốn làm gì làm nữa. Út không có còn lên clip nữa. Út nói vậy là thôi rồi đó. Út là cũng như là cái đó, cũng như là Út nói là cái clip này là Út nhắn gửi là một clip cuối cùng thôi. Út không có nói nữa. Thì nếu mà cái clip này mà cô Út có nói rồi nhưng mà dẫn lên nữa thì cô Út xem như gió thoảng qua tay đúng không? Đúng rồi, qua coi như là nước đổ lắm không? Đúng nói thiệt, không có quan tâm tới nữa. Không có đổ được lá khác hả không? Không, không có đổ lá khác, lá môn nó mới trơn, nó mới chảy xuống, còn cái lá kia nó mất bướng lại. Ông ơi, nghe nói là Út có con lá đơn nào lại tự thưa ai đó? Không à, từ hồi đó tới giờ là Út không có nói vụ thưa à. Rồi giờ không có không? Không, có bà bán bữa hổm bà ngủ Út nơi là không mấy là em nhích vô. Nói không, bà muốn thưa bà làm gì bà làm. Con bà muốn làm gì bà làm bà. Còn bà hỏi Út là bộ chị bỏ nó sao, chị bỏ con chị sao. Tôi nói tôi bỏ thì tôi không bỏ con tôi. Nó bỏ nó ra đi là nó muốn thương, nó thương tôi với thương ba nó với thương con nó thì nó quay trở về. Còn nếu mà nó không về thì thôi. Thưa. Rồi bà còn nói gì, bà nói nếu mà em mà lỡ em có thương mà có dính dắt một lâm của chồng chị cũng đừng buồn. Tôi nói bà tự do, bà muốn làm gì đó mà làm, tôi không có quan tâm tới. Chị muốn thưa chị thưa. Chứ còn đó với Út thì Út chưa có nói là cái tiếng mà đút đơn vô thưa hay là này kia, Út không có nói. Út có nói vậy. Rồi bà ngồi, bố bà ngồi này bà nói thôi, bà nói sao chị không nói gì trơn, chị để cho tôi nói không vậy chứ bà không nói tiếp với tôi. Nói giờ tiếp gì giờ, biết nói gì mà tiếp. Thanh thằng thiên đụng ơi. Nè, đó. Thì tôi giờ vậy đó, giờ con tôi giờ vậy đó, nó biết thương cha mẹ, dạ con nó thì nó chờ, nó không quay trở về nhưng mà nó về nó thăm con, nó đồ này kia cũng được. Ủa hôm nay có liên hệ gì Út không? Lâm á? Có à, hôm nay cũng mấy ngày nó cũng có điện về chỗ Út làm. Trước ông Tân Gia, nó có điện bữa. Có dặn dò kêu Út cái gì không? Nó không có nói gì trơn á, chỉ là nó hỏi thăm nhà là bữa gì cái tôi đâu có nghe máy, ba nó nghe rồi tôi đau tôi nằm đó rồi nó hỏi ba đâu ở mẹ đâu ba nó ba mẹ mày đau nằm giặt chặn giặt kìa. Nó hiểu cho con nói chuyện với mẹ một chút, thì hai mẹ con nói chuyện một chút rồi thôi. Út nói thiệt, Út không phải Út nói Út hung dữ thôi là Út nói Út rất là hiền. Út nói thiệt. Hung dữ thì cũng không có hung dữ mà hiền thì cũng không có hiền quá. Cái nào lấy cái lẽ phải mà nói thôi chứ đừng có thêm bớt vô đó. Út lấy cái công bằng thôi chứ không có chịu cái mà thêm bớt vô đó, không có chịu. Thì nói chung mấy cái kênh mà lấy lên á thôi Út cũng hạn chế xem mấy cái kênh đó đi. Thì ta không biết được cái vấn đề nó như thế trong cuộc nó như thế nào. Thì có rất là nhiều chuyện nó xảy ra, có nhiều cái lời nói nó cũng nói chung là cũng không hay. Thì Út cứ xem như câu chuyện đó nó gió thoảng qua tai gì đi. Tối ngày Út không có dạch cái điện thoại ra Út coi mấy cái gì đâu. Như có người này điện rồi nói Út coi kênh nó có con bắn qua cho Út coi thì coi lên được một chút. Rồi vậy đó là rồi đó, rồi chứ còn cái là bình thường đó, để dịch cái máy ra coi này kia, Út không có coi. Vô tư đi, nghe chuyện nào khổ hơn chuyện nấy, buồn hơn chuyện nấy chứ có gì đâu. Nói chung bây giờ thì còn có hai ông bà già thì bây giờ tập trung cao độ vô để lo cho bé Đức thôi chứ. Út nói thiệt chứ, ăn uống hàng ngày này kia. Mấy đứa cho Út suy nghĩ nha, Út còn tính là như là Út để cho Út mạnh khỏe, đừng Út nuôi cho bé Đức tới lớn thôi. Chứ giờ thấy bé Đức nó vô phước thì tội nghiệp cho nó. Cái thiệt không ngày ông buồn nhưng ông muốn lấy cái cho ông đi mẹ nó cái cho rồi ông nói thiệt luôn á. Đi đâu trời? Út miếng hút chuột vô đi luôn. Nói thiệt ông suy nghĩ tới chuyện đó ông chứ không phải ông mới nhấc đâu. Nhưng mà ông suy nghĩ thằng bé Đức này nó còn quá nhỏ, nó còn hờ quá hờ. Thì bỏ nó tội nghiệp nó thôi. Chứ còn ông suy nghĩ sâu xa ông nói thiệt luôn á. Thôi cái chuyện gì nó cũng có cách giải quyết hết trơn á. Út coi như là đừng có suy nghĩ mà nó tiêu cực, nó ảnh hưởng đến sau này cũng như còn bé Đức này kia là phải còn một cái tương lai nó rất là dài. Đó. Út nói giờ Út nuôi nó vậy á. Thì có cái gì thì Út cho nó ăn cái nấy. Còn thí dụ mà chừng nào mà Út lo nó không nổi nữa thì Út tính cái khác.
thì tính ra nhiều cái suy nghĩ Út nói vậy, nếu mà Út có khả năng thì Út nuôi nó nữa, còn nếu mà không có khả năng thì Út cho nó. Thế thì người ta hỏi Út nói thiệt luôn. Dạ. Mà bây giờ cho thì chừng nào đến đối đế đi là không có khả năng nữa, cái mình hạ tính nữa. Chứ bây giờ mình thấy mình còn có khỏe, mình lo cho cháu mình được, cho là mình nhịn ăn cho cháu mình ăn. Chứ giờ thì cầm nó lên cho thì quá tội nghiệp cho nó. Nó không đành thôi, chứ còn nếu mãi nữa cho nó rồi. Chứ giờ thấy thì bên ông Long này kia cũng không có dịp, lúc gọi đây có hỏi thăm bé Đức gì không cô? Có, cũng kêu Đức nói chuyện với Đức. Cũng có đây, cũng có, còn cái được cái sự quan tâm thì nó cũng đỡ. Sợ mà như người dù mà không nói chuyện với bé luôn là mệt nữa. Có cái bữa gì á là như nó không có quan tâm với con. Thì như hôm nay rồi cái công việc của cô chú gà bọng trên bển bán hết chưa? Cũng còn, sáng giờ đi về bển nó ta kêu về bán gà đó mà không biết bán được nhiêu. Mà ổng suy nghĩ nó chắc cũng không, ổng không gì hôm nay ấy, chắc ổng cũng mượn bước lại ổng ở bển nuôi gà bán. Ổng ở hôm nay ổng ở bển. Chứ giờ thấy gì đây cũng không bằng. Chứ có ở bển như vậy không? Quay lại mình. Ở bển bán gà cũng được đó. Khi Út mua vô 9-10 con vậy ha, là bán chừng 2-3 bữa là hết. Đó. Nhiều cũng có thu nhập nếu mà... Đúng rồi, có được nhiêu tiền mà. Giờ mình đâu có còn lo gì nữa. Giờ nhà cửa thì mình không có lo, giờ mình chỉ lo ăn thôi. Lo tiền ăn. Lo ăn rồi uống thôi, chỉ lo cho bé Đức thôi. Nếu còn cái suy nghĩ là như nhà cửa thì không có nữa. Chà là Út dự định là ai sẽ ở bển bán? Ổng. Vậy cũng tối chạy về đây thì tối chiều về à, sáng chiều sáng thì qua bển ở vậy đó, rồi bán ai mua thì mình bán rồi thì chiều chiều mình nhốt lại đàng hoàng. Chứ giờ như ở bên này thì có buôn bán này kia thì cũng đỡ. Giờ Út hỏi tùm lum chứ không có chỗ nào cho mình để bán. Định bán cái gì Út mà hỏi thì Út tính để ấy kiếm chỗ nào khoảng trống trống rồi Út bán này kia kia nọ, bán cái cây hay là quặt này kia để cái sạp vậy đó, rồi mình để cái vỏ mình bán gà cái bội á. Thôi thì không mấy thì đi về lại cái chỗ cũ mình bán nên nói chung là không ở đâu mà nó quen đó nó sẽ dễ hơn. Thì Út cũng nói bà với ổng vậy đó, ví dụ giờ mình giờ đi về bên đây cũng không có bán gì được thì thôi giờ ở bển lưới bển vòng năm nó có 1.500.000 lấy nhà đây đóng cửa không? Bánh nữa hả? Nếu mà mình muốn nhà bánh, nhà mình đem đóng cửa sao? Không, tôi ở bên đây ổng bán. Giờ sáng là chỉ có chú đi qua bển thôi. Sáng thì ổng mua bán thôi. Bán rồi xong rồi tối về đây ngủ. Tối thì ổng về đây ngủ vậy. Chứ giờ tôi thì cũng yếu xìu à, không yếu xìu à. Rồi lỡ nửa đêm nữa hơn, có gì rồi làm sao? Thì đó, cũng có người này kia tới lo. Cái giờ còn ông bà già mới chăm nhau thôi. Đó đó. Bây giờ còn có hai ông bà già thì bây giờ ở người ở nơi thì lỡ ổng bển cũng có mình ổng. Tối có cái vụ gì thì cũng không được, còn mình ở bên đây đó ha, ngủ có chút thì ban ngày thì nó sẽ dễ xử lý rồi, chủ yếu là ban đêm này kia đó. À, hai người chiếu nhìn qua nhìn lại gì cơ không bây giờ Út nhắn lời nhiêu đó thôi, không có nói gì nữa. Còn ví dụ nhỏ nữa thì nó cũng đáng con Út. Cũng nhỏ mà, nói chung là hàng con thôi. Đó đó. Hàng con không ạ. À. Ông thì thấy cái cô mà chị nuôi á là thấy cũng còn trẻ, cũng còn ấy. Cũng còn đẹp gái lắm. Ví dụ một ngày nào đó mà anh nuôi mà dẫn nguyên mà những anh bù con gì đó, không biết lên là mình làm sao. Thì lên thì lên, cũng nói chuyện bình thường. Thì lên nói trong lịch sự thôi. Nói lịch sự thôi, nói chuyện đàng hoàng thôi. Mình ngồi nói chuyện đàng hoàng. Đó thì Út nói chủ có lên thì phải cho. Nó ăn cơm rồi thôi. Đó thì Út cũng nói vậy đó, ví dụ có lên cái gì lấy công bằng cho chim sâu thì cứ việc lên. Thì Út cũng không có cấm cản. Con hỏi là hôm nay là một cách tốt cho nhà anh em đến quay thì mình có muốn là định mình sẽ là kêu anh Long về hay không, hay là bây giờ là mình cứ đỡ đại đi về luôn? Không, bây giờ kêu về thì cũng không kêu. Đó, thí dụ chừng nào nó biết suy nghĩ
nó thương cha thương mẹ thương con nó thì nó quay trở về, còn nếu bằng không nó ở dưới thì nó ở. Tại vì bây giờ Út cũng nói thẳng ra vậy, nếu mà nó về thì chắc con chim sâu nó cũng không ở dưới, nó cũng phải theo đi chìa nó. Thì bây giờ nó có nhà có cửa rồi, ví dụ thì Út cũng nghe trên cộng đồng mạng nói là cái nhà này cất là chỉ có con chim sâu nắm quyền thôi, còn đó thì với thằng Long không có gì hết. Ví dụ thằng Long nó muốn về thì nó về, tại vì con Út mà Út đâu có bỏ được. Ủa cái này này nó hơi ngon ngộ, nó hơi lối rối vậy ta, cho mình cho hai người chứ sao mà một người cho một người không, thì bảo vậy mới nói. Cái này nó lạ nha, vậy thì còn đồ gì ở đây đồ công bằng đồ cho chim sâu nó chứ, thì cứ gì 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 cũng không có nói. Ủa, chắc con nghĩ công queo quá chứ không phải công bằng. Đi vợ chồng mà cho người được, còn người kia làm sao? Tại vì Long nó đục thịt quá, nó không lo nó mặn. Ừ. Nó tự nó lo nó mặn, nó kiếm nó sống. Còn con chim sâu thì nó khùng, nó điên, tao lo mình chim sâu thôi. Vậy đó. Vậy khác nào? Long mà nó ngu, nó đi theo. Vậy, theo thì nó chịu. Vậy khác nào cũng như là coi như người dân này. Ừ. Thì cũng là người dân mà. Con thấy mà thấy tụi con tăng gia ngày hôm qua rồi cũng thấy chị nu với anh nu chị từ đó nó lãng bên chân rồi khóc rồi không chim sâu tất cả thấy tăng gia cảm động lắm chứ bộ. Nói chung là con đôi khi cũng cảm động khóc, không thể nói là con khóc con lấy con khăn mà luôn dắt cũng hết mấy khăn rồi đó. Vậy hả? Rồi ngày qua con nằm cũng khóc luôn á, nước mắt nhiều lắm, đợi con dắt cho mà không thể con trai thì chứ con cảm động lắm, nói rồi khóc nữa chứ bị cái thao chắc cũng chứ thấy được chim sâu mà có người lo gì chứ bảo bọc suốt đời này kia, chứ con nghe thiệt rất là xúc động luôn. Không, mà nếu mà chị nó làm vậy thì cũng được á, thì tại vì nó nói thì nghe cũng được. Thì chị chim sâu á nói là tại vì thương chung chim sâu, cái hoàn cảnh nó vô phước hơn chị nó, thì giờ chị nó được như vậy thì lo cho chim sâu suốt đời. Mà con có nghe là gì nghe không biết nghe, con liếc ngoài con hoáng máng nghe là nói là thương chim sâu là do chim sâu mồ côi. Ủa, chim sâu có mồ côi không ta? Chim sâu còn mẹ mà. Ta còn mẹ mà còn mẹ còn cha luôn nha. Còn đầy đủ hết chứ biết, không? Biết ai nói không? Các bạn mẹ nuôi. Là tính ra là như là bà chỉ đi quay thôi chứ ba không có coi được cái những cái sự việc mà từ lúc đầu của chim sâu tới giờ. Bà chỉ biết là quay cái là rồi à, chứ ba không coi những cái kênh khác mà chim sâu nó chia sẻ làm sao, hay là gia đình của chim sâu làm sao chân nghĩ sao chim sâu nào giờ bà quay đầu tiên mà bây giờ không biết mà chim sâu mới dám nói chim sâu mồ côi. Hiểu không nổi. Mà trong đó là mẹ người ta cũng lên tiếng rồi, bà là một coi cũng hiểu nói nha. Ví dụ bây giờ, ví dụ mà nó lên đây mà nó không làm cái gì thì là ổng điện cái đi chạy xuống giùm Út một chút. Đúng, tại vì Út lời lẽ không có nói chuyện qua mấy cái chú đó, thì Út cũng nhờ như là nhờ chính quyền ông vô xuống là nói chuyện một chút thôi đó. Thì nói để là bữa nào lên đây là lấy cái công bằng này cho chim sâu, mong cho nó lên, nhớ Út trình trước trong tiếng Việt vậy đó. Dạ. À, vậy thì Út có nói rồi phải không? Ừ. Trình trước vậy đó. Thì có ấy thì chạy xuống Út có điện thì chạy xuống thì Út tiếp tục. Thì nó nói thì cái gì thì chị ấy đi rồi có gì thì chị điện cho em. Ở cái bên đây, cái trên. Ừ. Thì Út nghe cái gì là Út đi trình với chính quyền rồi hết rồi. Thì ví dụ mà đi có biết không? Ví dụ mà có cái gì thì cũng điện cho nó chứ. Theo Út nghĩ là những cái lời mà anh nuôi đưa ra gì đó có thể là em nhốt có suy nghĩ là nó là những lời em dọa. Cái đó thì không biết. Nó ra thì nó nói biết người ta, nhà nói người ta. Người ta muốn lấy trong bằng mà cho em ta, người ta cũng lo cho em ta. Vì những cái lời nói đó Út đang cảm thấy không, cái lo sợ gì không? Cái từ em không, đó, không sợ. Nó cũng hơi là. Tại vì Út thấy là đâu có cái gì đâu mà Út phải sợ. Không, cái từ không em, có gì không phải sợ hết á. Em này là nó nhiều từ lắm. Em ruột nè, em nuôi nè, rồi em ruột dư nè, ruột thừa nữa. Nói chung là đủ ruột hết. Là nó khó hiểu nổi. Đúng là nói đúng đó, anh ruột. Anh ruột thừa. Bây giờ Út nói gì đó. Bây giờ lên phải cho Út hay trước bữa. Út điện mấy đứa là mấy chú nào mà đem đồ lại cho Út. Tính ra nói chuyện gì Út. Nói ở cái này là mình cũng gửi cho Út luôn. Không có chim sâu thì bây giờ gì nè sâu. Con cũng nói Út cho Út nói chung là được yên tâm thằng nào, thì nói chung là bên phía mạnh thường quân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đó đó. Cũng để như là chỉ ra những cái món đồ nào mà từ trước tới giờ mà cũng như được của Út
món nào của chim sâu thì của chim sâu. Thì nói chung bây giờ thì cứ đồ ai là người đó sẽ đó, đồ ai thì cứ việc nhận lên gì đó, chứ Út không có dành. Chim sâu cũng rất là nhiều, có rất là nhiều đồ. Thì khi mà chim sâu thì lên đó, thì mà có ai lấy lại công bằng hay là lấy đồ chi chim sâu đó thì lên cái gì đó bình thường sẽ trao trả những món đồ đó để chèn nhà để làm. Mấy cô mạnh thường quân á, ta cũng có nói, ta cũng nghe vậy, ta cũng bức xúc, ta nói là thí dụ mà có lên mà cái gì cứ việc điện cho người ta, ta lên ta nói chuyện, tại vì cái đồ này là của người ta đứng cho người ta cho, của mạnh thường quân chỗ, thì ta nói lên ta đứng cho người ta lấy cái công bằng ở chỗ vậy đó, thì cứ việc chị cho lên, lên chứ đâu phải cho, muốn lên thì lên, cấm cản. Thì nói chung là khi mà gặp thì nói năng lịch sự này kia, có việc gì đâu, bình thường thì lên thì ngồi nói chuyện bình thường đi, đừng có mà làm này kia kia nọ, thì cứ việc ngồi nói chuyện bình thường, coi cái nào phải cái nào quấy, phải biết cái quấy cái phải chứ mà đừng có ào sạc là không có chịu vậy. Lịch sự đàng hoàng đi thôi, Út nói đại đàng hoàng, Út không có gì hết. Nếu mà lên là phải hé hàm răng mỉm cười chứ là mới được, phải không? Chào nhau, bắt tay, trao nhau một cái ôm này kia, thăm tình, rồi chúng ta ngồi bắt đầu trao đổi. Không phép lịch sự là phải vậy đó, ở đây mình ít nha, chứ bên kia là gặp là phải ôm một cái, không cần biết, còn phải chỗ đó đó. Rồi thì cảm ơn Út đã ngồi đây và chia sẻ một số điều đến như là cả đến bên kia, cũng như là để quý khán giả được hiểu hơn về cái câu chuyện này như thế nào. Thì tất cả anh em YouTube ở đây là hôm nay là chỉ sự việc này để nói ra những cái sự việc này mà cô Út để chia sẻ, thì những cái clip như thể loại này thì từ đây về sau thì anh em sẽ không bao giờ quay cái thể loại này nữa. Thì khi mà tiêu chí của anh em sau này đi lại đây quay là quay những cái clip vui, như quay lại những cái thỏ ban đầu, quay clip vui này kia, nhộn vui nhộn này kia để tạo cái tiếng cười cho khán giả, để khán giả mình xem thưởng thức video, để thư giãn chứ không phải mà để căng thẳng như thế này. Thì cảm ơn quý khán giả đã xem video clip của tất cả anh em YouTube ở đây, thì xin hẹn lại quý khán giả những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và share, subscribe kênh để cho anh em thêm nhiều cái động lực để làm những video hay hơn.